À rồi. Vời quá, cảm ơn cả nhà mình ha. Cảm ơn anh chị nhiều ha. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi qua ngày thứ 8 đúng không ạ? Đó là gia vị nhuộm màu ham. Vậy thì chúng ta đã học cái cách biết ơn dần dần những cái gì mà mình đang có trong cuộc sống của mình. Cảm ơn những cái gì mình đang có trong khi theo đuổi những cái điều mình mơ ước đúng không ạ? Yes, siêu tuyệt vời luôn ạ. Mình đã học cái cách biết ơn dần dần những cái gì mình đang có trong cuộc sống, cũng như là đang học cái cách biết ơn tất cả những cái gì mà chúng ta chạm vào và mình biết ơn để chuyển hóa luôn. Và tất cả các chị ở đây chúng ta đã biết cách để mình chuyển hóa cảm xúc của mình chưa ạ? Những cái điều không tích cực ấy đến với cuộc sống của mình ấy thì mình cũng sẽ biết cách chuyển hóa luôn. Khi mà chỉ cần thấy những cái dấu hiệu nhỏ thôi mà nó lóe lên một cái là chúng ta đã bắt đầu chuyển hóa rồi, đúng không ạ? Yes. Và nếu như mình không muốn những cái điều không tích cực để tới với mình ấy thì việc đơn giản là mình làm chủ cái tâm trí của mình luôn. Cái tâm trí của mình ấy phải luôn luôn biết ơn và yêu thương, luôn luôn tập trung vào những cái điều tốt đẹp để mình biết ơn anh chị nhé. Dạ đúng rồi. Thường thì luật hấp dẫn bảo rằng là những cái gì giống nhau sẽ hút nhau. Nên là nếu như cảm xúc bên trong của mình ấy mà tốt đẹp, cực ấy, thì mình sẽ thu hút những cái điều tốt đẹp và tích cực. Vậy thì giờ làm sao để cảm xúc của mình luôn tích cực đây ạ? Yes. Vậy đặt câu hỏi là bây giờ làm sao để mình có thể cảm xúc của mình ấy nó luôn luôn hướng về những cái điều cực đây ạ? Chính xác, đó chính là lòng biết ơn. Hay quá. Tại vì là thường thường ấy thói quen của mình đó là mình hay nói hay nhìn hay nghĩ về những cái điều mà mình chưa có, những cái điều mà nó không tích cực ấy của người khác xung quanh mình cho đi cái cảm xúc gì, mình cho đi cái cảm giác gì ạ? Chính xác là như vậy đó anh chị. Xung quanh mình ấy chỉ có mình và luật hấp dẫn thôi. Anh chị ghi lại câu này đi ạ. Câu này là nói chung là anh chị mà cứ vào Zoom một câu lạc bộ ấy mình học ấy là mình nghe hoài luôn á. Đó là gì ạ? Nhắc hoài luôn á. Xung quanh mình chỉ có mình và luật hấp dẫn mà thôi. Nên thành ra là nếu như mà mình cho đi cái gì thì mình sẽ nhận lại cái đó. Chứ mình không thể nào giải thích với tiềm thức được anh chị ạ. Tiềm thức nó không nghe đâu. Tiềm thức của mình ấy không nghe các anh chị phân biệt, phán xét rồi không nghe các anh chị giải thích lý do. Tiềm thức không quan trọng, không có để ý lý do của anh chị đâu ạ. Nên là tiềm thức chỉ biết là à, cảm xúc của mình như thế nào, lời nói, suy nghĩ của mình tập trung về cái điều gì thì nó chỉ có là gì ạ? À? Chính xác, sẽ giết. Mình không thể giải thích với vũ trụ rằng là tại vì người đó đối xử với tôi như vậy nên là tôi mới có thái độ như thế. Mình không thể nói tại vì là chuyện đó xảy ra như vậy nên là tôi mới có cảm xúc như vậy. Vũ trụ và tiềm thức không quan tâm lời giải thích đâu ạ. À. Không quan tâm đâu. Nên đừng có biện minh làm gì cho mất thời gian anh chị ạ. Không quan tâm lý do, không quan tâm. No no no, không quan tâm gì hết. Cho nên đừng có biện minh làm gì mất thời gian lắm anh chị ơi. Vũ trụ và tiềm thức ấy chỉ biết rằng là sao ạ? Bên trong anh chị cảm xúc như thế nào thì sẽ thu hút những cái điều tương tự như vậy đến với cuộc sống của mình thôi anh chị. Nên là chúng ta tận dụng cơ hội trong ngày nhé. Bất kỳ cái điều gì mà mình chạm vào để mình cho đi cái lòng biết ơn càng nhiều càng tốt, được chưa ạ? Yes. Vậy thì sau cái giờ mà làm việc ấy thì mình sẽ có giờ ăn đúng không ạ? Làm xong thì phải ăn chứ. Giờ làm việc cực rồi thế nhưng mà giờ ăn ấy thì lại không tích cực thì cũng không có khỏe nha anh chị. Nên thành ra là chúng ta sẽ rèn luyện cái lòng biết ơn của mình, tận dụng những cái bữa ăn luôn. Đó là cái cơ hội để chúng ta cho đi cái tình yêu thương và lòng biết ơn anh chị ha. Ở đây tác giả có chia sẻ này. Đó là hãy nghĩ về những cái lúc thực sự là đói. Phải chăng lúc ấy bạn không thể suy nghĩ hay làm gì bình thường? Và cơ thể yếu ớt, bạn sẽ bắt đầu run rẩy, đầu óc rối bời, cảm xúc nặng nề. Cả những điều này xảy ra khi bạn bị quá bữa chỉ vài tiếng. Bạn cần có thức ăn mới có thể sống, suy nghĩ và cảm thấy tốt đẹp được. Vậy nên bạn thật sự cần phải cảm thấy biết ơn ăn.
nghĩ tới những lúc mà mình không có đồ ăn thì lúc đó mình không có làm được gì hết trơn ấy, tại vì mình không có sức khỏe luôn, đúng không ạ? Và nếu như gia đình của mình ấy mà không có đồ ăn thì sẽ không biết như thế nào luôn ấy, và nhờ có thức ăn để sống nên mình mới thật sự phải cảm ơn cái đồ ăn đó anh chị ạ. Đừng xem là hiển nhiên nữa nha, đừng nói rằng là tôi bỏ tiền mua về là điều hiển nhiên, mà có gì đâu mà phải biết ơn. Những cái gì mà mình xem là hiển nhiên ấy thì sau này mình không có đâu, mình không có nữa đâu anh chị ạ. Nên là mình hãy nghĩ về những cái bác nông dân dùng công sức để gieo trồng rau trái cho mình ăn. Và không chỉ bác nông dân đâu anh chị, để mà thực phẩm tới tay mình ấy thì cũng phải qua tay biết bao nhiêu người nào là đóng gói này, vận chuyển các thứ nữa. Nói chung là có rất là nhiều người chung tay tạo nên cái thực phẩm để giúp cho mình có thức ăn để ăn. Nên là trước khi ấy mà mình ăn thì mình hãy gửi cái lời biết ơn tới những con người tuyệt vời này. Hay lắm anh chị ạ. Hay vi diệu luôn á. Khi mà mình cho đi lòng biết ơn ấy thì nó cũng chả tốn tiền bạc gì, nhưng mà với cái nguồn năng lượng mà anh chị cho ra ngoài vũ trụ ấy, nó không có biến mất mà nó sẽ đến trực tiếp với cái người cần luôn anh chị ạ. Yes, chính xác là như vậy. Ví dụ nhá, ví dụ như là anh chị gửi cho bác nông dân thì cái tần số biết ơn ấy, cái tần số biết ơn mà mình gửi đi ấy anh chị, tần số yêu thương của anh chị ấy, sẽ được gửi trực tiếp đến họ, thì cuộc sống của họ rất là vui vẻ, họ gặp những cái điều rất là may mắn trong cuộc sống luôn anh chị ạ. Cái này cũng như là chúng ta đang làm phước đó anh chị, làm phước không phải chỉ là về tiền bạc mà mình làm phước ngay cả trong cái suy nghĩ, cho đi cái tần số tốt đẹp và tích cực. Yes. Vậy thì bao nhiêu trong số anh chị làm được cái điều này comment tôi giúp Hiền ạ. À? Tuyệt vời lắm anh chị ạ. À. Dạ đúng rồi. Vậy thì cho Hiền hỏi anh chị là khi mà mình cho đi những điều tốt đẹp đó thì ai là người nhận được phước ạ? À? Ai là người nhận được trước ạ? À? Cái phước lành đó, khi mình cho đi những cái lời, những cái điều tốt đẹp và tích cực đó thì ai là người nhận được trước ạ? À? À, đúng rồi, mình là người nhận được đầu tiên đúng không ạ? Chính xác. Không biết là họ có nhận được không, không biết là những cái, nhưng mà mình thấy rằng mình cho đi thì mình là người đầu tiên nhận được anh chị ạ. Không cần biết là cái người đó họ có nhận được hay không, nhưng mà chắc chắn một điều rằng là mình cho đi thì mình là người đầu tiên nhận được anh chị ạ. Tự nhiên mình vui, mình hạnh phúc, mình chuyển hóa được những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ trước đó. Chẳng hạn như là mình đang làm việc và có những cái suy nghĩ tùm lum tùm la trong công việc ấy, và khi mà mình ăn ấy và mình còn nghĩ tới công việc nữa ấy, thì nói với anh chị là thức ăn nó vào cơ thể của mình ấy là mình không có được khỏe mạnh đâu. Cơ thể của mình ấy nó không có được nuôi dưỡng, y chang như cái điện thoại của mình anh chị. Cái điện thoại của mình mà chỉ có xài thôi ấy, chứ mình không có sạc pin ấy, thì chuyện gì xảy ra? Xài hết pin xong rồi nằm một đống luôn, đâu làm ăn được gì nữa đâu ạ. À? Đúng không ạ? À? Nhiều chị bảo là ui, sáng tối chị đi làm việc, chị về chị mệt lắm, nằm một đống thì muốn nằm, chả muốn làm gì nữa. Vì sao thế ạ? À? Vì hết pin rồi. Những cái người thành công ấy, họ rất là đam mê trong công việc ấy, họ càng làm, họ càng năng lượng. Lạ không ạ? À? Tại sao lại vậy ạ? À? Tại vì người ta biết ơn công việc, người ta biết ơn rằng là càng làm càng có nhiều tiền. Họ trao được nhiều giá trị cho thị trường nên là càng làm càng vui. Người Nhật Bản nha anh chị. Anh chị có biết không ạ? À? Người Nhật Bản ấy, ngay từ khi mà họ sinh ra ấy, họ đã được cài đặt những cái tư duy đó là sinh ra là người Nhật Bản ấy thì phải cống hiến cho đất nước Nhật Bản. Dùng cái từ cống hiến nha anh chị, chứ không phải là làm việc kiếm tiền không đâu ạ. À. Yes. Người Nhật Bản ấy, họ làm việc để họ cống hiến. Nên là ai mà có những cái phẩm chất mà không có đúng đắn ấy, có cái câu này này. Có một cái câu mà người Nhật Bản họ nói rất là nặng, câu này nặng nhất với người Nhật Bản. Nếu mà ai mà nhận được cái câu này là coi như là Hiền nói với anh chị là họ tìm đường, họ lên đường luôn ấy. Câu này nó cực kỳ nặng đối với những người Nhật Bản luôn. Câu đó là anh không có xứng đáng là người Nhật Bản. Rồi, xong luôn.
họ làm việc ấy để họ cống hiến, nên là đã không làm thì thôi, còn như nếu như đã làm ấy là làm đến nơi đến chốn. Nhật Bản là nước châu Á đứng thứ ba trên thế giới, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc thôi anh chị. Nên là họ rèn giũa con người là khi mà làm việc ấy phải có tình yêu với công việc và phải có sự biết ơn với công việc đó. Yes. Ở Nhật Bản ấy, họ rèn luyện cái bộ môn từ nhỏ tới lớn luôn đó anh chị, đó là bộ môn đạo. Cái bộ môn này ngay từ nhỏ khi mà sinh ra là đã được rèn luyện rồi. Đó chính là bộ môn đạo đức, dạy cách cư xử từ những cái thứ nhỏ nhất luôn đó anh chị. Yes. Bí kíp để anh chị làm việc năng lượng đó là làm việc bằng lòng biết ơn. Nơi nào có tình yêu thương và lòng biết ơn thì nơi đó có sự hòa giải cả mọi thứ luôn. Mà để có là, mà để mà có lòng yêu thương ấy, tình yêu ấy thì phải có cái gì ạ? Để có tình yêu ấy thì phải có lòng biết ơn nha anh chị. Khi mà anh chị có cảm xúc gì đó không dễ chịu ấy thì ngay lập tức nhắc nhở mình câu là tôi cảm thấy biết ơn vì điều gì đó, để ngay lập tức chuyển hóa cảm xúc của mình. Và nếu như anh chị làm chủ được cảm xúc của mình ấy thì bạn làm chủ được cuộc đời. Cái này hôm trước Hiền mới chia sẻ với anh chị đúng không ạ? Đó là cân bằng cảm xúc làm chủ cuộc đời. Và nếu như anh chị làm chủ được cái cảm xúc của mình thì anh chị làm chủ được cuộc đời của mình một cách rất là dễ dàng. Mình cứ tập trung vào những cái điều mình chưa có ấy, xong bắt đầu là mình không vui, mình không có hài lòng, dẫn đến là cảm xúc không tích cực, và nó sẽ thu hút những cái điều mà nó không tích cực trong cuộc sống của mình. Và khi mà lòng biết ơn của anh chị có cảm xúc ấy thì nó sẽ gửi thẳng tới người có công làm cái món thức ăn đó, và tự dưng là cuộc đời của họ cũng tốt hơn rất là nhiều. Mình gửi cho họ tần số năng lượng cực thì đầu tiên mình là người nhận trước rồi, thứ hai là cái tần số mà anh chị sẽ gửi thẳng trực tiếp đến cái người kia, bởi vì từ trước giờ ấy chưa bao giờ gửi lời cảm ơn đến thức ăn của mình, thì bây giờ ấy hãy gửi lời cảm ơn đến thức ăn của mình. Thì giờ hãy gửi lời cảm ơn tới những thức ăn của mình ăn vào trong cơ thể của mình đó anh chị. Nhét. Cái này nó hay lắm anh chị ạ. Khi mà đúng rồi, anh chị cứ thử làm đi. Khi mà anh chị làm, anh chị cho đi cái cảm xúc nó tích cực, nó tốt đẹp ra ngoài vũ trụ ấy, thì anh chị sẽ cảm nhận được là cuộc sống của mình ấy nó cũng thay đổi hơn rất là nhiều anh chị ạ. Hay mà khi mà ngồi vào bàn ăn ấy thì gửi lời cảm ơn. Khi ăn ấy thì hãy làm chủ tâm trí của mình, đừng để cho nó đi chơi. Đang ăn mà suy nghĩ công việc làm cái gì anh chị? Đang ăn mà suy nghĩ tới những điều nó không vui ấy, những cái điều mà nó không hạnh phúc ấy, hay là mình ăn vào ấy là nó không có tốt cho sức khỏe của mình, tâm trí của bạn mà suy nghĩ nó hao năng lượng lắm anh chị. Tâm trí bạn mà suy nghĩ nó hao năng lượng lắm, và lúc ăn uống là cái lúc mà mình sạc pin lại để mình lấy lại cái năng lượng. Mà làm gì thì làm gì tập trung cái đó, thưởng thức khi mà chúng ta ăn uống nha anh chị, thưởng thức khi ăn uống, làm gì thì tập trung vào cái việc đó thôi, ăn thì tập trung vào ăn, còn khi mà làm tập trung mà làm. Đừng có đang ăn mà mình cứ suy nghĩ những thứ mà tùm la tùm lum ấy thì nó mất năng lượng lắm anh chị. Ở trong đây tác giả có chia sẻ này anh chị, đó là hãy nghĩ về những người nuôi gia súc, người đánh đánh bắt cá, nông dân nuôi bò, trồng cà phê hay là trà, và tất cả những công ty sản xuất thức ăn làm việc không ngừng nghỉ để tạo ra thức ăn cho chúng ta. Ngành nông nghiệp thực phẩm của thế giới là một sự hòa hợp kỳ diệu diễn ra hàng ngày, và hẳn sẽ không thể hiểu nổi mọi thứ diễn ra như thế nào khi nghĩ về số lượng khổng lồ những con người tham gia vào quá trình cung cấp thức ăn và nước uống cho các cửa hàng, nhà hàng, siêu thị, quán cà phê, máy bay, trường học, bệnh viện và mọi ngôi nhà trên thế giới này. Ăn là một món quà, đó là món quà của tự nhiên, bởi vì chúng ta sẽ không có gì để ăn nếu như tự nhiên không cung cấp đất đai, dưỡng chất và nước để tạo ra thức ăn. Không có nước thì sẽ không có thức ăn, không có thực vật, động vật hay con người tồn tại. Chúng ta dùng nước để nấu nướng, trồng trọt, làm vườn, tắm rửa, bảo trì các phương tiện, hỗ trợ ngành y tế, ngành nhiên liệu, khoáng sản và công nghiệp sản xuất. Nước giúp cho quá trình vận chuyển, xây dựng cầu đường, sản xuất quần áo và bất cứ sản phẩm tiêu dùng và gia dụng nào trên thế giới này.
Nó tạo ra nhựa, thủy tinh và kim loại. Nó tạo ra các loại thuốc chữa bệnh, góp phần xây dựng căn nhà của bạn cũng như mọi tòa nhà và kiến trúc khác. Và nước giúp cơ thể duy trì sự sống, nước, dòng nước quý giá. Ở đây tác giả có chia sẻ một câu này: nếu trên thế giới có phép màu thì phép màu ấy tồn tại trong nước. Chúng ta sẽ ra sao nếu không có thức ăn và nước? Đơn giản là không thể tồn tại. Cũng không có người thân hay bạn bè nào của bạn có thể tồn tại. Chúng ta không có hôm nay, cũng không có ngày mai, nhưng sự thật là chúng ta đang hiện diện tại đây, trên hành tinh xinh đẹp này, sống với những thử thách và niềm vui tột cùng tại đây, nhờ vào món quà của tự nhiên là thức ăn và nước. Việc nói từ đơn giản và kỳ diệu cảm ơn trước khi ăn hoặc uống là hành động công nhận và thể hiện lòng biết ơn đối với sự kỳ diệu của thức ăn và nước. Hay quen chị. Ở đây tác giả có chia sẻ rất là nhiều luôn đó anh chị. Ở đây tác giả có chia sẻ cái cách mà chúng ta có thể biết ơn thức ăn và cũng như là phép màu trong thức ăn đó anh chị. Tác giả có chia sẻ ở đây này anh chị. Điều tuyệt diệu nhất đó là khi biết ơn thức ăn và nước thì nó không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn, nó còn tác động đến nguồn cung của cả thế giới. Nếu có nhiều người cảm thấy biết ơn thức ăn và nước thì chúng ta sẽ giúp đỡ được những người đang đói và rất cần thức ăn. Theo quy luật của hấp dẫn và theo quy luật và phản lực của Newton thì khi mà có nhiều lòng biết ơn ấy luôn sinh ra một cái phản hồi nhiều tương đương như thế. Và phản hồi này có thể cải thiện tình trạng thiếu thức ăn và nước cho mọi người trên thế giới. Thêm vào đó, lòng biết ơn đối với thức ăn và nước sẽ duy trì phép màu trong cuộc sống của bạn và nó cũng là sợi chỉ vàng dẫn lối đến với những điều bạn trân trọng, yêu quý và mơ ước. Hay không anh chị? Hay đúng không? Thế nên là chúng ta hãy học cái cách mà chúng ta phương pháp ngày hôm nay đó là gia vị nhuộm màu trước khi mà chúng ta ăn ấy hay là uống ấy thì chúng ta hãy gửi cái lời biết ơn vào cái bữa ăn đó, vào cái cốc nước mà chúng ta uống đó anh chị. Một trong những cách để thực thi ngay lập tức phép màu của lòng biết ơn với thức ăn và nước đó là thật sự hưởng những gì bạn đang ăn hay uống. Khi mà thưởng thức món ăn hay uống nước uống, bạn sẽ trân trọng chúng và cảm thấy biết ơn. Lần tiếp theo khi ăn hay uống, hãy thử nghiệm, lúc nếm hãy tập trung vào hương vị của thức ăn hay các món nước uống trong miệng. Khi mà nuốt, bạn sẽ nhận ra rằng khi tập trung vào thức ăn hay nước uống trong miệng và thưởng thức nó, hương vị của chúng sẽ trở nên ngon hơn nhiều. Không, khi tập trung thì mọi thứ giảm đi thấy rõ. Khi mà chúng ta không tập trung ấy thì chúng ta sẽ không cảm nhận được cái vị ngon đúng không ạ? Chính cái năng lượng của sự tập trung và lòng biết ơn đã ngay lập tức gia tăng cái hương vị. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực thi cái phương pháp nhuộm màu ngày hôm nay ngày thứ 8, đó là gia vị nhuộm màu. Tác giả có chia sẻ rằng là hôm nay trước khi ăn hay là uống, dù là ăn chính hay là ăn vặt, ăn trái cây hay là uống bất cứ thứ gì kể cả nước, hãy dành thời gian nhìn vào món ăn và nói to trong tâm trí từ nhiệm màu, cảm ơn. Và nếu bạn có thể hãy nếm chúng và thật sự tận hưởng hương vị. Điều này không chỉ gia tăng cảm quan mùi vị mà còn giúp bạn cảm thấy biết ơn hơn nhiều. Bạn cũng có thể làm theo phương pháp của tôi để cảm thấy biết ơn nhiều hơn. Khi nói từ nhiệm màu, tôi vẫy các ngón tay phía trên các món ăn, thức uống để như thể đang rắc bụi phép thuật lên chúng. Cái này đó là cái phương pháp đó là rắc bụi phép thuật đấy chị. Và tận hưởng rằng ngay khi chạm vào bộ phép thuật ấy sẽ ngay lập thanh lọc mọi thứ. Hành động này giúp bạn thật sự cảm thấy rằng lòng biết ơn là một loại gia vị nhiệm màu và bạn muốn thêm nó vào mọi thứ mình ăn hay là uống. Nếu cần, bạn có thể tưởng tượng mình đang cầm một lọ rắc bụi phép thuật trên tay của mình và rắc chúng lên thức ăn trước khi ăn, cũng như là rắc vào mọi loại đồ uống khác. Nếu trong ngày có những thời điểm bạn quên nói từ nhiệm màu cảm ơn trước khi ăn hoặc là uống, thì ngay khi nhớ ra, hãy nhắm mắt lại và nhớ về lúc bạn quên nói và bạn hình dung ra bản thân mình đang ở thời điểm trước khi ăn hoặc uống. Sau đó nói từ nhiệm màu, nếu quên cảm ơn thức ăn và nước uống nhiều lần trong ngày, hãy lặp đi lặp lại phương pháp này trong ngày mai. Bạn không được bỏ sót ngày nào trong hành trình xây dựng lòng biết ơn vì ước mơ của bạn phụ thuộc vào hành trình này. Việc biết ơn những điều đơn giản trong cuộc sống như là thức ăn và nước uống là một trong những biểu hiện sâu sắc nhất của lòng biết ơn và khi đó
có thể cảm nhận lòng biết ơn sâu sắc đến thế, bạn sẽ nhận thấy được phép màu trong cuộc sống của mình. Hay không anh chị? Rất là tuyệt vời luôn. Thế nên là khi mà ăn ấy thì mình làm chủ tâm trí của mình nhé. Đừng để cho nó chơi. Đừng để cho nó chạy lung ta lung tung. Được chưa ạ? Đang ăn mà suy nghĩ tới công việc, suy nghĩ những tới điều mà nó không tích cực ấy, thì những cái điều không vui ấy, không hạnh phúc ấy, thế là mình ăn vào ấy thì những cái thực phẩm đó ấy, nó ăn vào nó không tốt sức khỏe của mình đâu anh chị. Thậm chí bạn mà suy nghĩ nó hao năng lượng. Thế nên là mình ăn ấy thì mình tập trung vào những điều tốt đẹp, và mình ăn mà mình cảm nhận, cảm ơn những cái thức ăn đó, và cảm ơn đến cái những cái nguồn nước, cái cốc nước ấy mà mình uống vào trong cơ thể của mình, và mình lấy cái năng lượng tốt đẹp nhất cho cơ thể của mình để cơ thể của mình ấy lúc nào nó cũng tràn đầy năng lượng anh chị nhé. Rồi ok. Vậy thì bây giờ Hiền sẽ cùng anh chị chúng ta cùng nhau thực thi phương pháp nhiệm màu số 8 này nhé. Đó là gia vị nhiệm màu. Anh chị có thể lấy sổ bút ra chúng ta cùng nhau thực hiện nhé. Lặp đi lặp lại từ bước 1 đến bước 3 của phương pháp nhuộm màu số 1. Cảm thấy mình thật hạnh phúc. Viết ra danh sách 10 điều hạnh phúc. Viết lý do tại sao bạn cảm thấy biết ơn. Đọc lại danh sách với mỗi điều hạnh phúc. Hãy nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Và cảm thấy biết ơn đối với điều đó. Hôm nay trước khi ăn hay uống bất cứ thứ gì, hãy dành thời gian nhìn vào món ăn ấy và nói to trong tâm trí từ nhuộm màu cảm ơn. Nếu muốn, bạn có thể đắp bụi phép thuật lên thức ăn hay là nước uống. Trước khi đi ngủ, hãy cầm hòn đá nhiệm màu trong tay và nói từ nhiệm màu cảm ơn vì điều tốt đẹp nhất đã xảy ra trong ngày hôm đó. Ok chị ạ? Rồi ok, bây giờ Hiền sẽ cùng anh chị chúng ta cùng nhau thực hiện thi phương pháp nhiệm màu ngày hôm nay anh chị nhé. Đó là gia vị nhiệm màu. Yes, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ạ. Chúng ta sẽ bắt đầu ghi 10 điều mình cảm thấy là hạnh phúc và biết ơn trong ngày hôm nay anh chị nhé. Đã rồi, tuyệt vời quá. Cảm ơn cả nhà mình đã rất là nhiều đã đồng hành cùng với Hiền ngày hôm nay. Bây giờ Hiền sẽ cùng anh chị chúng ta cùng nhau thực thi phương pháp ngày hôm nay nhé. Đó rồi, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ạ. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với Hiền trong ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Cảm ơn. I love you. I love you. Thank you. Bye.